Tê giác là những loài động vật có vú móng guốc lẻ. Trong 5 loài còn sinh tồn, có 2 loài sinh sống ở châu Phi và 3 loài sinh sống ở Nam Á. Các thành viên của họ tê giác là một trong những động vật trên cạn lớn nhất, trọng lượng có thể đạt đến hoặc hơn 1 tấn. Chúng ăn thực vật, có bộ não nhỏ chỉ từ 400 đến 600 gram. Tùy theo loài mà, tê giác có thể có 1 hoặc 2 sừng và lớp da bảo vệ dày 1,5 đến 5cm được hình thành từ các lớp collagen nằm trong cấu trúc mạng tinh thể. Chúng thường ăn cỏ và lá cây. Mặc dù khả năng lên men thức ăn trong ruột già của chúng cho phép chúng ăn các loại thực vật có sợi hơn khi cần thiết, không giống như các động vật móng guốc lẻ khác. Hai loài tê giác ở châu Phi thiếu răng ở phía trước miệng, thay vào đó dựa vào môi của chúng để nhổ thức ăn. Tê giác bị giết bởi một số người để lấy sừng. Sừng của chúng được mua và bán trên thị trường chợ đen và được một số nền văn hóa sử dụng làm đồ trang trí hoặc cho y học cổ truyền Đông Á. Theo trọng lượng, sừng tê giác có giá trị như vàng trên thị trường chợ đen. Người ta mài sừng và tiêu thụ chúng, tin rằng bụi của chúng có đặc tính trị liệu. Sừng tê giác được tạo nên từ keratin, loại protein cùng tạo nên tóc và móng tay. Trong 5 loài còn sống sót hiện nay thuộc về 3 tông, có 3 loài ở châu Á là loài tê giác Sumatra đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp. Còn 2 loài thuộc tông Rhinocerotini vẫn đang sống sót là tê giác Ấn Độ, nguy cấp, và tê giác Java, cực kỳ nguy cấp, đã phân nhánh từ một gốc khác khoảng 10 triệu năm trước. 2 loài ở châu Phi là tê giác trắng và tê giác đen. Khác biệt chính giữa tê giác trắng và tê giác đen là hình dạng môi miệng của chúng. Tê giác trắng có các môi rộng và phẳng để gặm cỏ, còn tê giác đen có các môi dài đầu nhọn để ăn lá cây. Trong clip này, chúng ta cùng tìm hiểu về sự tồn tại và tuyệt chủng của hai loài tê giác có mặt tại Việt Nam. Số 1. Tê giác Java. Đặc điểm nhận dạng, thân cỡ lớn nhất trong họ tê giác Rhinocerotida ở Việt Nam có thể dài tới 3 mét, trọng lượng trên 2.000 kg, thị giác kém phát triển, trên mũi chỉ có một sừng, thường chỉ có ở con đực. Sừng do lớp biểu bì tạo thành nên không gắn liền với xương sọ mà gắn với lớp biểu bì của da. Da dày cứng, lông rất thưa, với 3 nếp gấp sâu và nhiều nếp gấp nhỏ chia bề mặt da thành nhiều mảnh. Lưng và hai bên hông màu xám sẫm, bụng màu hơi đỏ. Chân to, bàn chân 3 ngón với móng guốc hình bán nguyệt, móng giữa to 2 móng bên nhỏ. Đặc điểm sinh thái, thức ăn của tê giác là củ, quả, rễ cây, cành lá cây nhỏ, kể cả cành cây nhỏ có gai. Tuổi sinh sản 4 đến 5 năm, thời gian có chừa 16 đến 18 tháng, 3-4 năm đẻ một lứa, mỗi lứa một con. Tê giác sống đơn độc trong rừng già, ở những nơi sâu kín ít người qua lại, nơi ở thường gần các sình lầy ẩm ướt, thích ngâm trong bùn nước. Phân bố tại tỉnh Lâm Đồng, Cát Lộc thuộc vườn quốc gia Cát Tiên. Giá trị là loài thú quý hiếm, có giá trị bảo tồn nguồn gen trong thiên nhiên và nghiên cứu khoa học cũng như nuôi làm cảnh ở công viên, vườn thú. Tê giác Java đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam 1992-2000, cấm săn bắn, bẫy bắt và buôn bán tê giác.
Mặt khác cần bảo vệ nghiêm ngặt vùng rừng Cát Lộc thuộc vườn quốc gia Cát Tiên. Tình trạng. Theo báo cáo của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, vào năm 2011, một khảo sát được tiến hành tại khu vực miền Nam Việt Nam vào năm 1989 xác định rằng có những cá thể tê giác tồn tại trong một khu vực rộng khoảng 75.000 hectare, đó là khu Cát Lộc, nằm ngay ở phía bắc của vườn quốc gia Cát Tiên ngày nay. Khu Cát Lộc có diện tích 30.435 hectare, sau đó trở thành khu vực được bảo vệ vào năm 1992 và được sát nhập vào vườn quốc gia Cát Tiên năm 1998. Vào năm 1989, các nhà nghiên cứu ước tính có tối đa 10 đến 15 cá thể tê giác sinh sống tại khu vực vườn quốc gia Cát Tiên trên cơ sở quan sát thực địa về dấu chân và thông qua phỏng vấn người dân và các ban ngành trong các cộng đồng địa phương. Đây là cuộc khảo sát cuối cùng về tê giác Java ở phía nam của vườn quốc gia Cát Tiên và ở sông Bé tỉnh Bình Phước. Qua các cuộc khảo sát, các dấu hiệu tê giác chỉ được tìm thấy trong khu vực Cát Lộc. Vào năm 1993, một cuộc khảo sát của Santiago Lai và Cộng sự ước tính có ít nhất 8 cá thể tê giác, hoặc từ 8 đến 12 cá thể tồn tại ở Cát Lộc, dựa trên quan sát về các dấu đường đi và các dấu hiệu không chính thống được người đồng bào thiểu số ở Cát Lộc cung cấp. Khu vực phân bố của tê giác Java được ước tính là 35.000 hectare. Đến năm 1999, các cuộc khảo sát thực địa và phân tích 111 dấu vết được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên và Vườn Quốc gia Cát Tiên tiến hành đưa đến kết luận cho rằng có ít nhất là 7 và nhiều nhất là 8 cá thể tê giác ở Cát Lộc sinh sống trên 6.500 hectare diện tích lõi phân bố tê giác. Khu vực phân bố quần thể tê giác đã bị thu hẹp lại còn 28.500 hectare trong vòng 6 năm. Các khảo sát về sau cho thấy số lượng tê giác liên tục giảm, với số lượng ước tính từ 5 đến 8 cá thể vào năm 2004 và dưới 5 cá thể vào năm 2006, và tất cả đều được phát hiện trong khu vực lõi phân bố tê giác. Tê giác Java đã bị tuyệt chủng tại Việt Nam. Cá thể cuối cùng đã bị săn bắn để lấy sừng vào cuối năm 2009. Xác chết được tìm thấy vào năm 2010. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2010, xác một cá thể tê giác Java đã được phát hiện ở Cát Lộc. Các mẫu da và răng đã được lấy từ xác chết và gửi sang Đại học Queen để tiến hành phân tích gen. Phân tích gen đã khẳng định rằng các mẫu phân thu được trong giai đoạn 2009 đến 2010 thuộc về một cá thể, cũng chính là cá thể chết vào tháng 4 năm 2010. Phân tích giới tính của gen cho thấy đây là một cá thể tê giác cái. Phân tích thông tin đa dạng vi khuẩn của mẫu phân nhằm phân biệt các cá thể khác nhau, cũng khẳng định lại kết quả phân tích gen. Chỉ có một cá thể tồn tại trong giai đoạn 2009 đến 2010. Và đây cũng là một trong hai cá thể đã tồn tại trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2006. Với diện tích khảo sát phân bố rộng, cùng với các quan sát thực địa, phân tích gen và phân tích thông tin đa dạng vi khuẩn mẫu phân, chúng ta có thể khẳng định quần thể tê giác ở Việt Nam. Phân loài Anamyticus, tê giác Java đã bị tuyệt chủng. Vì vậy, quần thể tê giác Java chỉ còn lại ở Java, Indonesia.
Số 2, loài tê giác Sumatra. Đặc điểm nhận dạng, thân cỡ lớn, có thể dài tới 2,6 m, giống tê giác một sừng, trọng lượng 900 đến 1.000 kg. Ngay trên mũi có hai sừng xếp theo hàng dọc, da rất dày, có hai nếp gấp ở trước và sau lưng, làm cho da không bị gấp nhiều như áo giáp. Bàn chân to ngắn, có 3 ngón với móng guốc hình bán nguyệt, móng giữa to, hai móng bên nhỏ. Đặc điểm sinh thái, thức ăn là lá, củ, rễ cây rừng. Thời gian mang thai khoảng 16 tháng. Trọng lượng con sơ sinh khoảng 25 kg. Nơi sống là những cánh rừng già trong thung lũng ẩm ướt, các rình lầy. Sống đơn lẻ, vùng hoạt động rộng, di chuyển nhanh nhẹn. Trong thiên nhiên hầu như không có kẻ thù tự nhiên. Phân bố, tê giác Sumatra đã từng sống trong phạm vi liên tục xa lên phía bắc tận Burma, Đông Ấn Độ và Bangladesh. Các báo cáo chưa xác nhận cũng cho rằng nó sống ở Campuchia, Lào và Việt Nam. Tình trạng, theo tài liệu của Globe 1967, Van Kenin et al. 1969 có nhắc đến tê giác hai sừng ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Đến nay chưa phát hiện được vùng cư trú của chúng. Có lẽ chúng đã bị tuyệt chủng tại Việt Nam. Tê giác hai sừng đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Cần tiếp tục điều tra, khảo sát, tìm kiếm. Nếu phát hiện tê giác hai sừng cần khoanh vùng bảo vệ ngay.